dựa trên phương án gấp vốn cho thầy Mai đạo diễn đề xuất để phát triển dự án Dreamland. Tôi thông qua các loại phương án để suy nghĩ. Tôi cho rằng phương án gấp vốn hoàn toàn không thích hợp. Cho nên ai đồng ý, tôi mời giơ tay. Chào. Sao hả? Điều kiện anh suy nghĩ xong rồi chứ? Tôi nghĩ xong rồi. Nói cho tôi. Tôi không cần tiền. Anh cần gì? Tôi muốn cổ phần của Minh Đức. Tôi muốn 1/3 số cổ phần của anh và Trần Nhất Phàm cộng lại. Không nhiều đâu. Liễu Thanh Dương, anh nói cho tôi, anh muốn cổ phần của Minh Đức là thứ anh thật sự muốn, hay là sau lưng anh có người? Cái này anh không cần phải quan tâm đâu. Anh cứ nói cho hay không cho là được rồi. Như vậy đi, tôi sẽ cho anh bất động sản tốt nhất của Minh Đức, còn có một tập thể tốt nhất. Nếu như anh muốn làm ông chủ, anh có thể tự lập công ty. Tóm lại so với chúng tôi, tranh giành thì tốt hơn chứ, không, phải không? Tôi chỉ muốn cổ phần của Minh Đức. Anh phải rõ, đây là tâm huyết 5 năm của tôi và Trần Nhất Phạm. Nếu vậy tâm huyết cả đời của ông già thì sao đi? Anh nói đi. Không có tôi sẽ không có Minh Đức. Chuyện này có liên quan gì tới ông già đó chứ? Là anh kêu tôi đưa ra điều kiện mà tôi không hối hận. Tôi đưa ra rồi. Ngày mai bỏ phiếu 3/1, Dreamland sẽ do ông Mai tiếp nhận thôi. Thực ra cũng đâu có lỗi gì. Anh vẫn là ông chủ của Minh Đức mà thôi. Trần Nhất Phạm vẫn là trợ thủ của anh. Tôi cũng là một cái vỏ rỗng vô dụng thôi, rất tốt mà. Ngày mai Minh Đức sẽ có thêm một đứa vô dụng đợi ăn cơm, hay là có thêm một ông chú có khả năng cao thâm. Lựa chọn nào có lợi hơn anh tự biết mà. Tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi vẫn nói câu lúc nãy, Minh Đức là tâm huyết 5 năm của tôi và Trần Nhất Phạm. Có được rồi thì anh phải trân trọng. Được thôi.